vẫn những câu hỏi nhỏ. Sau bao tháng chia ly, anh vẫn thường thắc mắc khi anh không làm gì. Em dạo này có còn xem phim một mình? Em dạo này có đồ ăn và shopping? Ngày xuân em có xuống phố không người mà tán dương cỏ cây lặng thinh? Em dạo này có đi xa cuối tuần? Em dạo này có cà phê và xuân? Hàng đêm em có nghe hát xa xăm từ quán ăn phù du ngoài sân? Và tình yêu, và tình yêu, và tình yêu mới, dạo này người ta có khiến em cười? Và tiền tiêu, và quần áo, và đồ chơi mới, xin nhớ thay nuông chiều làm ta lười hơn. Anh dù không muốn tình cờ gặp lại nhau lần nữa, nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm? Sao này